tin rằng thầy cũng đã thực hiện với sức khỏe cơm tráng thể lực đều đặn hàng ngày. Thầy mỗi ngày một tiếng đồng hồ của thầy rất đảm bảo. Vâng, không biết rời đây ảo thuật gia cùng với sẽ như thế nào. Một trong những phương pháp thôi miên Vâng, chắc chắn là xong rồi. Vâng, những giải màu đỏ đã biến thành
tấu vượt trong hai chiếc ống không có đích này là một chai rượu và một chai C2. Vấn đề nhiều của chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Vâng, không có gì. Thank you.
đoàn quan sát chương trình nha. Đây là món nờ mà thầy đã nờ ở trên giải đáo. À, như vậy thì khán giả đang như vậy xin cộng đoàn cho một đoàn phát tay.